Kính chào các đồng chí và các bạn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã theo dõi bản tin Than Dương Huy. Bản tin hôm nay có nội dung sau. Quý 1 năm 2020, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh. Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Than Dương Huy TKV đã phát động phong trào thi đua, vừa tích cực phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực lập thành tích, chào mừng đại hội đảng các cấp. Với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong công tác điều hành sản xuất và phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là tỷ lệ huy động ngoài công của thợ lò đạt rất cao, 22,3 công trên tháng, bằng 101% kế hoạch. Do đó, kết thúc quý 1, Than Dương Huy cơ bản hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch được tập đoàn giao. Đời sống thu nhập của cán bộ công nhân được chăm lo cải thiện ổn định, không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các chỉ tiêu cơ bản đạt được như sau. Than nguyên khai 507.000 tấn trên 500.000 tấn bằng 101% kế hoạch. Mét lò đào 5.698 mét trên 5.800 mét bằng 98,2% kế hoạch. Than tiêu thụ 514.826 tấn trên 547.500 tấn bằng 95% kế hoạch. Doanh thu 674 tỷ trên 668 tỷ đồng bằng 101% kế hoạch. Tiền lương bình quân 14.497.000 đồng trên người trên tháng, trong đó thợ lò 18.324 triệu đồng trên người trên tháng. Để động viên tập thể cán bộ công nhân viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong những tháng tiếp theo. Nhân dịp này, công ty đã chi gần 6,5 tỷ đồng, khen thưởng toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Trong đó, gần 3 tỷ đồng khuyến khích thợ lò, cơ điện lò có ngày công, năng suất lao động cao trong quý 1 năm 2020.